Vay tín chấp ở đâu tốt nhất hiện nay? Nhiều người gặp vấn đề khó khăn trong tài chính, cần vay tín chấp nhưng lại không biết vay tín chấp ở đâu tốt nhất. Vậy hãy tham khảo ngay video sau để có câu trả lời nhé. 1. Đối nét về vay tín chấp. Vay tín chấp là hình thức cho vay vốn đang được các ngân hàng áp dụng khá thành công. Đây là hình thức cho người vay một khoản tiền mà không cần thế chấp bất cứ tài sản giá trị nào hay sự bảo lãnh của công ty, tổ chức nào cả. Hình thức này ngân hàng cho vay trả góp dựa trên uy tín, năng lực, mục đích sử dụng của mỗi cá nhân hoặc tổ chức đang còn hoạt động. Lợi ích của vay tín chấp. Khách hàng có thể vay tiền mà không cần tài sản đảm bảo. Đây là thế mạnh của chương trình vay vốn này. Thời gian duyệt hồ sơ ngắn có thể giải ngân ngay trong ngày. Tuy nhiên, tùy theo từng khu vực có thể giải ngân trong 2 đến 3 ngày với khoản vay từ 10 triệu đến 300 triệu. Được giải ngân ngay khoản tiền dựa vào các giấy tờ như bảng lương, hợp đồng lao động, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong thời gian ngắn lãi suất vay tín chấp hấp dẫn đi kèm nhiều ưu đãi khi vay. Đa số lãi suất vay tín chấp rơi vào khoảng 1,66%, một số trường hợp đặc biệt là 1,2%. Hồ sơ cho vay đơn giản không cần tài sản thế chấp, không cần thế chấp, không cần công ty bảo lãnh, không tốn phí dịch vụ. 2. Nên vay tín chấp ở đâu tốt nhất hiện nay? Vấn đề vay tín chấp ở đâu tốt nhất luôn là một câu hỏi lớn của nhiều người khi tìm đến hình thức vay tiền này. Một địa chỉ vay vừa an toàn vừa mang lại những lợi ích thiết yếu, như lãi suất vay tín chấp thấp nhất, giải ngân nhanh, thủ tục đơn giản, là điều mong muốn của rất nhiều khách hàng. Dưới đây là một số ngân hàng lớn có chính sách vay tín chấp tốt hiện nay. Ngân hàng VPBank. Đây là đơn vị ngân hàng đầu tiên áp dụng hình thức vay vốn tín dụng. Vay tín chấp ngân hàng VPBank dành cho mọi nhóm đối tượng khách hàng bao gồm cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương VPBank đã xây dựng rất nhiều các ưu đãi dành cho khách hàng khi tham gia các khoản vay của mình như hạn mức vay tối đa cho đối tượng là cá nhân có thể lên tới 500 triệu đồng, đối với doanh nghiệp là 3 tỷ đồng. Lãi suất lại khá hấp dẫn chỉ từ 0,91% tháng. Ngân hàng Vietcombank với chủ trương hỗ trợ khách hàng thực hiện kế hoạch tiêu dùng, Ngân hàng Vietcombank phát động chương trình cho vay tiêu dùng tín chấp với mức lãi suất ưu đãi 7% một năm. Cụ thể, nếu khách hàng vay tiêu dùng 12 tháng trở xuống, lãi suất 7% một năm đối với 6 tháng đầu, vay thời hạn từ 1 đến 2 năm mức lãi suất 7,2% một năm trong 6 tháng đầu, vay từ 2 năm trở lên lãi suất 7,2% một năm trong 12 tháng đầu. Vay tín chấp theo lương chuyển khoản, khoản vay giao động 25 đến 500 triệu, lãi suất ưu đãi 0,85% đến 1,3% một tháng thời hạn vay 1 đến 5 năm thủ tục đơn giản vay tín chấp Vietcombank theo lương nhận tiền mặt cho giáo viên, bác sĩ, bộ đội với mức lãi suất ổn định 8% một năm. Khi khách hàng đến hạn trả nợ khoản vay, tại Vietcombank có thể sử dụng dịch vụ đáo hạn ngân hàng Vietcombank để được hỗ trợ tốt nhất. Ngân hàng Agribank. Có thể nói ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Agribank có hệ thống chi nhánh, điểm giao dịch hầu như tại tất cả các huyện, tỉnh thành trên cả nước. Nếu bạn đang băn khoăn không biết vay tiêu dùng ở ngân hàng nào tốt nhất thì vay tín chấp Agribank là một trong những lựa chọn tốt cho bạn. Agribank có thể cho bạn vay lên tới con số 500 triệu đồng với mức lãi suất 0,8% một tháng mà không cần bạn thế chấp bất cứ tài sản nào. Thời gian trả nợ kéo dài lên đến 60 tháng. Ngân hàng BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có các gói vay tín dụng hấp dẫn cho các cá nhân vay tiêu dùng hay các hộ gia đình vay sản xuất kinh doanh mà không cần tài sản bảo đảm với mức lãi suất vô cùng ưu đãi 1 năm chỉ 7%. Hơn thế nữa, cách tính lãi suất vay tín chấp BIDV dựa trên dư nợ thực tế, mang đến cho khách hàng những lợi ích tối đa. Với những ai đi vay theo bảng lương, BIDV có thể duyệt cho vay gấp 15 tháng lương thu nhập thực tế. Tổng khoản vay có thể đạt tối đa tới mức 500 triệu đồng. Ngân hàng Techcombank Lãi suất vay tín dụng Techcombank giao động 13,78% một năm. Khoản vay có thể lên tới 10 tháng thu nhập thực tế của người đi vay, mức vay không vượt quá 300 triệu đồng. Techcombank đưa ra thời gian trả nợ linh hoạt từ 6 tháng đến 60 tháng, làm giảm gánh nặng trả nợ cho khách hàng. Hơn nữa, thời gian phê duyệt hồ sơ nhanh chóng, giải ngân chỉ trong vòng 2 ngày. Trên đây, video đã cung cấp cho bạn những thông tin giúp bạn dễ dàng lựa chọn vay tín chấp ngân hàng nào tốt nhất. Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn cho việc cải thiện tình hình tài chính cũng như thực hiện được mục đích của mình mọi thắc mắc cần tư vấn vay tín chấp khách hàng vui lòng đăng ký thông tin trên website để được chuyên viên ngân hàng tư vấn hoặc liên hệ qua hotline trên website để được tư vấn viên hỗ trợ nhé